Vâng, và cái, trong cái căn phòng này các bạn có thể thấy bức hình cũng làm bằng giấy và rất là đẹp. Thì mình lại gần cho các bạn xem đó, các bạn có thể thấy những mảnh giấy. Nói là cực kỳ công phu luôn, để mà có một bức ảnh như thế này, một bức tranh như thế này rất là đẹp. Rồi có những chú mèo đây, các bạn có thể thấy Neko chẳng, chú mèo nhìn rất là ngầu nghịch và dễ thương chứ. Rồi các bạn có thể thấy những cái bằng giấy mà được vẽ hình đây, đây một bức ảnh rất là đẹp luôn, rất là cầu kỳ. Đây là phía bên ngoài rồi, các bạn có thể thấy đây chú mèo. Wow, các bạn có thể thấy này, cái này rất là đặc biệt, mình thấy như là đây này, 12 con giáp, các bạn có thể thấy là tí là hợi này, nó 12 con giáp luôn. Từ 12 con giáp có đầy đủ đó, các bạn có thể thấy đó. Ngoài bức tranh này trưng bày, wow, bức tranh này mình không hiểu ý nghĩa lắm. Đây các bạn có thể thấy thêm những cái biểu tượng chú mèo, rất là đẹp chưa?